Hello, xin chào các bạn, mình là Khanh, là nhân viên của shop Mì Ca. Hôm nay mình sẽ quay tiếp chủ đề nói về hồng hạc, unicorn và báo hồng. Toàn bộ những sản phẩm hôm nay đều là dành cho những cô nàng yêu thích màu hồng và ghét sự giả dối. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi quanh shop xem những sản phẩm này có trong shop không nha. Đầu tiên thì trước mắt anh đang thấy là ở đây bên shop mình có bán giúp kẹp hồng hạc. Các bạn có thể thấy rất là dễ thương ha. Mã số của sản phẩm này là 21. Dép này thì gồm có 3 màu, màu đen, màu hồng và bên này là màu xanh. Hiện tại thì dép này bên shop mình cũng đang có chương trình khuyến mại giảm 15% nha. Các bạn nhanh tay đặt hàng nha. Mã số của đôi dép này là 21. Đi kiếm hồng hạc đâu rồi? Tiếp theo ở đây cũng là quầy dép luôn thì Khanh tìm thấy được một đôi. Cái mặt em biến vô. Giày đi mưa cartoon. Mã số của đôi giày đi mưa này là 22. Giày này có giá là 75.000 nha các bạn. Các bạn có thể thấy rất là dễ thương. Giày này là chúng ta có thể mang lúc mà trời mưa lũ lụt, bão bùng giống như tối qua. Đây, đây là chất liệu giày của bên shop. Các bạn có thể thấy không? Ở đây thì bên cái đôi giày này thì nó có hai size, đó là size L và size XL. Những cái bạn nào mà chân từ khoảng 35-36 thì các bạn có thể tìm size L. Và những bạn nào chân to hơn một chút các bạn có thể tìm size XL. Mã số của giày đi mua là 22, các bạn comment cái mã số của mình mà yêu thích nha. Tiếp theo, trước mắt anh là thấy còn hai con hồng hạc đậu ngay trên quầy BTS. Đây là hồng hạc. Đây là hũ bông mềm hồng hạc có giá là 55.000. Mã số của hồng hạc này là 26 nha các bạn. Các bạn có thể thấy ha, chất lông rất là mềm nha. Đây là hồng hạc. Cho nó đậu tiếp. Đậu trên cành BTS. Tiếp theo là mình sẽ đến đây. Có bông. Có bông unicorn. Mã số của con gấu bông này là 23. Gấu bông này có giá là 270.000 nha. Đây, giá đây. Rất là mềm nha các bạn. Các bạn có thể hành hạ nó cũng được. Tối ôm ngủ rất là êm. Đây, gấu bông. Đây cũng là con thú bông ngựa unicorn nha. Mã số của thú bông này là 24. Giá là 27 luôn nha mấy bạn. Các bạn có thể xem ha. Ở bên đây là có chỗ Paradise nè. Thú bông này là nó có hai cái cánh hai bên. Vỗ quanh thật là rồi. Một bài luôn. Khanh vừa thấy bên quầy móc khóa là có mặt hàng mới về của Unicorn tiếp. Đây là móc khóa mới về của shop. Mã số là 16.
móc khóa thì các bạn có thể dùng để treo chìa khóa và có thể dụ dỗ con nít. Đây. Nó có rất là nhiều màu nha mấy bạn. Đây là màu hường. Đây là màu vàng. Để ba cái gần nhau. Nó bị mờ quá. Coi trên laptop còn sao. Đây. Chị lại coi laptop thử coi. Có cách hỏi mã số để ăn chi rồi. Bạn ơi, mã số này là khi nào mà bạn muốn order, bạn cứ comment mã số vô thì bên shop sẽ có nhân viên tư vấn chốt hàng cho bạn nha. Nhớ để lại số điện thoại nha bạn. Cảm ơn. Đâu, tiếp theo là đây. Đây. Móc khóa lông xù hồng hạt. Đây là móc khóa bông. Mã số là 17. Giá của móc khóa này là 40.000. Thấy nhiều màu lắm. Đi, ở dưới là cục bông nha các bạn. Rất là mềm nha. Có thấy con hạt chưa? Đây là con hạt nè. Đâu, quay cái đầu với quả con. Thấy, quay đuôi. Cái đầu mới quay rồi vậy nè, người ta mới thấy. Đó, vậy nè đó. Cái mỏ thôi nè. Đó. Cái mỏ đen đen của nó mấy bạn. Đó. Cục bông này thì nó có rất là nhiều màu ha. Nó có màu đỏ nè, màu vàng nè. Một tí nữa kìa. Nói chung các bạn muốn màu nào có màu đó. Các bạn thích màu nào thì các bạn cứ việc comment lên, sau đó nhân viên bên mình sẽ chốt nha mấy bạn. Số lượng có hạn nha mấy bạn. Cái lông màu nào, cái đầu nó cũng màu như vậy. Hồng hạt mà cái lông màu nào thì cái đầu hồng hạt nó vẫn là màu hồng thôi mấy bạn. Đó. Đó. Dạy. Rồi. Các bạn nhớ comment số mã số của những cái sản phẩm này nha, và để lại số điện thoại cho shop mình nha. Bây giờ là đi kiếm sản phẩm khác. Nhiều quá. Đạo diễn và chị quay phim. Nhiều quá. Đâu rồi? Kìa. Đây. Tới quầy dân phụ phẩm. Đây là cặp bút. Bút cặp, trời ơi. Bút đôi, bút đôi, cặp bút đôi. Tự nhiên kêu cặp bút. Đây. Mã số là 07. Các bạn nhớ mình chọn cho em này nha. Cảm ơn bạn Quyên Bảo Phạm. Chào bạn Quyên Bảo Phạm. Các bạn có thể coi ha. Một trắng và một đen. Hắc bạch. Thường thì hắc bạch nó đấu đá nhau, nhưng mà cái này nó không có đấu đá nhau, nó là đôi bản thân. Đây, cái màu. Màu của nó là màu xanh nha mấy bạn có thể xem nha. Rồi, nếu mà các bạn thích cái cặp bút này á, các bạn để lại số giùm Thanh là số 07 nha. Rồi. Tiếp theo đó là cái bút kế bên, là nguyên một con unicorn trên đầu luôn. Đây. Tại sao mình không gọi nó là kỳ lân ha? Kỳ lân là tên gọi thứ hai của unicorn. Người ta gọi là unicorn cho nó có đẳng cấp. Đây, mã số 04. Các bạn nhớ comment nha. Yêu thích cái con unicorn đẳng cấp này thì bạn comment cho Khanh số 04 nha. Để liền coi. Rồi, đó. Rồi. Đây, Khanh thử mở cho mấy bạn xem ha. Đây là mực đen. Rồi. Rồi. Bút này là mới về luôn nha mấy bạn. Bút rất là hot ha. Hàng mới của shop luôn á. Nhanh tay lên. Đây, hàng mới nè. Ôi, có unicorn, có chú bó hồng đồ luôn. Đây, hết mẫu luôn. Dễ thương. Bạn thấy dễ thương không? Đó. Nếu mà các bạn thích cái này thì các bạn comment số 05 giúp Khanh nha. Mẫu này là 05 nha mấy bạn. Đó. Cái mặt nhìn chú bó hồng thấy cưng không? Cưng thấy sợ luôn á. Trời ơi.
Rồi, Khanh thử mọc cho mấy bạn xem ha. Chào bạn Lan Ngọc. Tiếp theo cũng là cái bút màu đen. Đây là cái bút đen. Rồi. Rồi. Sao quầy học tập này nhiều unicorn và hồng hạc quá vậy? Đây, cái bên là cái thước. Bạn có thể thêm hai thấy không? Thước hồng hạc rất là đẹp ha. Hình như cái chất liệu nó cũng có một chút nó là kim loại, nó hơi lấp la lấp lánh một tí xíu nha các bạn. Thì nó là kim loại chứ là cái gì? Có cái nhựa nào mà lấp la lấp lánh không? Dạ chứ. Đây, nếu mà các bạn thích cái cây hồng hạc này thì các bạn hãy comment số 09 nha. Giá của sản phẩm này là 18.000 nha mấy bạn. 09. Đây. Tiếp theo là đây là giấy nốt hồng hạc nhưng mà nó không có màu hồng, nó là màu xanh. Vậy tại sao kêu nó là hồng hạc? Tại vì cái tên nó là hồng hạc. Thì kêu nó là con hạc là được rồi. Không, thích kêu là hồng hạc. Đây cái màu sau màu xanh thôi. Đây là con hạc màu xanh. Đây là giấy nốt nha mấy bạn. Rồi, mã số của cái giấy nốt này là 08. Giá nó bị nhiều. Giá của cái giấy nốt này là 15.000 nha mấy bạn. Mấy bạn mau nhanh tay comment giúp Khanh nha. Giấy nốt này là không, mã số là 08 nha. Rồi. Wi-Fi lag quá à. Tiếp theo, trời cái gom. Tiếp theo là cục gom unicorn. Đây. Gom unicorn. Mã số của gom này là 11 nha mấy bạn. Số 11. Ở dưới này là cái đầu quét quét nha mấy bạn. Khi mà mấy bạn gom ra mấy cái mà cái dơ các bạn có thể quét đi. Nó không phải là cục gom ha. Đây. Cái này thì nó có nhiều màu. Màu xanh. Màu hường. Đây. Quay cái đầu nó lại. Ừ. Đây. Rồi. Unicorn. Ok. Rồi. Ở dưới này thì Thanh thấy có một cuốn sổ hồng hạt. Tiếp tục đây là hồng hạt. Cái sổ đi chú. Đó. Sao nhiều hạt cái vậy? Tại là hạt không thôi. Hạt về shop 10k. Đây. Đỉnh phải. Thấy không? Rất là đẹp nha mấy bạn. Đó, các bạn có thể lắp lại. Mã số của cuốn sổ này là 14. Dạ. Là 14 nha mấy bạn. Giá của quyển sổ này là 25.000 nha mấy bạn. Nhanh tay comment lên giúp Khanh ha. Đây, màu hường. Đó. Xong. Tiếp tục lại là hồng hạc. Đây là sổ và kèm một cái bút. Hôm nay là ngày của hạc. Giới thiệu 3 món mà nãy giờ thấy hạc không à. Đây. Có bạn hỏi cái đầu lăn lăn mình dùng làm đồ massage được không? Không nha bạn. Cũng được mà. Nó không có cái gai. Thì mình làm cho nó có gai. Họ không có gai, massage không có tới. Đây là chỉ phủi bụi thôi nha mấy bạn. Như là lạnh quá ngồi, như là mưng mê cũng được. Cũng ổn. Đây. Cục gom là mã số 11 nha mấy bạn. Rồi, sổ tay bìa da hồng hạt. Đây. Chào bạn Phạm Trâm. Các bạn có thể thấy không? Sổ là hồng hạc, cây bút cũng là hồng hạc. Đây là cặp đôi hồng hạc. Khoan. Đây, giá của sản phẩm này là 65.000 nha bạn. Sao hồng hạc màu trắng? Ai hỏi vậy? Ai hỏi vậy? Ai làm khó Khanh quá vậy? Đây. Chú đạo diễn làm khó quá nha. Tại sao nó màu trắng? Tại vì nhà sản xuất thích nó màu trắng. Cho nên là nhà sản xuất cho nó màu trắng. Nhưng mà đặc tính là hồng hạc. Đó. Rồi, ok. Rồi, mã số của cái quyển sổ này là 12 nha mấy bạn. Mấy bạn nhớ comment nha. Đây là mã số 12 ha. Đây, màu hồng nè, đó cho khỏi cho chú đại diện khỏi hỏi. Rồi, ok. Rồi. Xong.
đâu, không hạt, hạt nữa đâu. À, đây kế bên cũng là hạt nữa, hạt quá nhiều luôn. Đổi con ngựa đi, một chút mình sẽ kiếm con ngựa ha mấy bạn. Đây, đây cũng là quyển sổ hồng hạt, rất là nhiều màu ha. Mã số của quyển sổ này là 13. Giá của sản phẩm này là 55.000. Này, mặt sau nữa nè. Đó. Đây, giờ chúng ta sẽ đi kiếm ngựa. Ngựa đâu rồi? Ngựa đây, kế bên có một con ngựa. Trước mặt có một con ngựa. Đây là unicorn, kỳ lân, kỳ lân. Đó. Đây là hàng. Cái gì? Đây là cái đồ kẹp hồ sơ nha mấy bạn. Trên đây có cái kẹp nè, các bạn chỉ cần mở này lên. Đâu rồi? Đây à. Mở lên, xong kẹp hồ sơ tài liệu vô. Rồi. Đây. Chút kẹp trúng tay vui lắm rồi. Không bao giờ, vậy đừng mong chờ có điều đó xảy ra ha. Mã rồi. Số của cái này là số 10 nha mấy bạn. Bạn Ngọc Nhi hỏi đang like ở đâu kìa. Mình đang like tại chi nhánh 51 Hồ Hảo Hớn nha bạn, có gì bạn ghé qua nha. Đây. Rồi. Giá của sản phẩm này là 45.000 nha mấy bạn. Đây là hàng mới của shop, mới về luôn đó. Không ấy là hết nha. Rồi được rồi. Đây. Hàng mới là phải khoe, khoe cho nhiều vô. Đó. Rồi. Con báo kìa. Không, unicorn nữa nè. Nãy giờ là hồng hạt không mà bây giờ phải tới ngựa. Đây. Đây là sticker unicorn. Trời, các bạn thấy dễ thương không? Đó, nhìn nhìn cái mặt con ngựa đi. Đó. Rồi. Đỉnh của đỉnh không á. Đây. Mã số là 15 nha mấy bạn. Ừ, rồi. Rồi. Ở đây hiện tại là shop về hàng. Bốn màu. Hường mà cũng có hường sắc độ nó khác nhau nữa nha bạn. Đây. Đây là hường tươi và đây là hường nó hơi cam cam. Đây là màu xanh lá, vậy là xanh, xanh dương. Rồi. Rồi. Rồi, tiếp theo ta sẽ đi kiếm. Con báo kìa. Từ từ, đừng manh động chứ. Các bạn đợi một chút xíu ha. Rồi. Đây. Con báo. Búp giết chú báo hồng. Trời. Rất là thích nó ha. Đây. Đây. Mặt báo nó quẩn không? Người ta đẹp trai vậy kêu quẩn. Đây, mã số của cái báo viết này là 02 nha mấy bạn. Dạ. Yeah. Giá của sản phẩm này là 25.000 nha mấy bạn. Đây. Có rất là nhiều sắc mặt nha. Đó. Ta là biểu cảm khuôn mặt, tự nhiên kêu sắc mặt. Không, thích, thích gọi là sắc mặt. Đó. Đẹp trai không? Đẹp hơn cái chú đạo diễn rồi. Rồi, các bạn nhanh tay comment nha. Mã số của cái bóp viết này là 02 ha các bạn ha. Rồi. Lại ngựa. Lại là ngựa. Đây, ngựa này rất là đẹp nha mấy bạn. Mã số của cái bóp viết này là 01. Đây, các bạn có thể xem ha. Đây, để đi đi. Đó. Đó. Có màu hồng nè, màu trắng nè, và màu tím. Màu tím mộng mơ. Đó. Nó trong nha mấy bạn. Bây giờ mình Thanh sẽ mở thử cho mấy bạn và bỏ bút vô nha. Đây. Trong. Có bạn hỏi có sổ tay nhật ký mẹ và bé gì? Sổ tay nhật ký mẹ và bé. Ừ. Bên shop mình chưa có mặt hàng đó nha bạn, hẹn bạn kia khác. Đây, mình Khanh sẽ bỏ vô nha. Đó. Một đèn unicorn luôn. Các bạn cứ để lại comment nhân viên shop để anh bóc tư vấn. Giá của sản phẩm này là 40.000 nha, các bạn cứ comment cái số lên nha. Số sản phẩm lên nha, nhân viên bên shop sẽ tư vấn cho mấy bạn nha. Đây, các bạn có thể thấy ha. Đó.
rất là đẹp ha. Tiếp theo cũng là hồng hạc, lại là hồng hạc nữa. Sao hôm nay hồng hạc nhiều quá vậy? Đây. Flamingo. Mã số của sản phẩm này là 03 nha mấy bạn. Dạ. Dạ. Các bạn hỏi có chi nhánh nào có bóp viết này không? Rồi mấy cái bóp viết này chi nhánh nào cũng có hết hả? Đúng rồi bạn, một tức 4 chi nhánh của shop đều có những mặt hàng này ha. Bạn có thể ghé một cái chi nhánh gần nhất và mua nha. Rồi. Giá của sản phẩm này là 40.000 nha. Rồi. Mã số là 03. Có rất là nhiều màu nha các bạn. Này, hồng hạc mà dơ xương rồng là thấy nó sai sai rồi. Nhưng mà không sao, đẹp là được. Đó. Màu trắng. Rồi, nó cũng giống màu đó thôi. Đó. Rồi, ok. Đâu nữa, hồng hạc. Đây. Whisky mới của shop. Cái quầy whisky của shop đây. Giá của sản phẩm này là 55.000 nha mấy bạn. Mã số là 19.000 nha. Ơi, mã số là 19, lơm suy đi mấy bạn. Đây. Bóp nó. Sản phẩm này rất là chậm tăng nha. Đó. Bóp nó luôn. Đó. Đó. Mã số 19 nha mấy bạn. Nhanh like comment nha. Này về hàng có số lượng có hạn nha. Đây, màu xanh nè, đó. Chưa thấy con ngựa là màu xanh thiệt. Màu xanh của hy vọng. Con ngựa không có màu xanh nhưng mà màu xanh là của màu của hy vọng, cho nên là phải có. Thì nó có liên quan gì với nhau đâu. Tại vì Unicorn nó có nhiều màu sắc, cho nên là người ta muốn làm nào người ta làm. Rồi, đó. Okay. Rồi các bạn comment giúp Khanh nha. Tiếp theo đâu rồi? Đâu rồi ta? Kiếm ngựa nữa hả? Không những kiếm ngựa mà kiếm hồng hạc và kiếm con chú bông hồng đó. Ai đây rồi? Đây. Đây là bình nước thủy tinh chú bông hồng. Cái này trao rõ. Đó. Đẹp trai lắm nha mấy bạn. Đó. Cái này đựng được bao nhiêu ml? Cái này đựng được 500ml nha mấy bạn. Đây là bình thủy tinh. Nào. Các bạn về đựng kẹo cũng được. Các bạn có thể làm gì cũng được. Không cần phải đựng nước. Đó. Mã số là 28 nha các bạn. Nhanh tay comment nè. Hiện tại là chỉ còn có 2 bình thôi. Dạ. Giá là 90.000 nha các bạn. Ok. Đâu. Đây. Nếu mà các bạn không thích bình thủy tinh thì đây là một lựa chọn cho những bạn ưa thích bình nhựa. Đó. Nhìn mặt con này nó cũng rất là đẹp trai. Toàn là màu hường không mà còn bắn kim nữa, trời ơi. Không, đây là bình chân. Xong. Mã số của cái bình này là 30 nha các bạn. Hình dáng không những hình, không những là nó độc lạ mà hình dáng nó cũng độc luôn. Bình vuông mới chịu, không chịu bình tròn. Rồi. Giá của sản phẩm này là 120.000 ha. Mã số là 30 nha mấy bạn. Rồi mấy bạn nhanh tay comment nha. Có kim tuyến đa năng. Cái bóp viết đó bên mình tạm hết hàng rồi nha bạn. À, khi nào vừa mới về hàng? Khi nào tụi mình về hàng tụi mình sẽ thông báo cho bạn biết nha. Rồi. Em cũng không biết đâu. Đây là tai nghe hồng hạc. Bị loại luôn rồi. Mã số là 06. Giá của cái này là 70.000. Không những là cái bên ngoài nó là hồng hạc không, mà ở bên trong tai nghe cái chỗ này nè nó cũng là hồng hạc nữa. Anywhere đều là hồng hạc hết. Đây là cái chỗ mic của các bạn có thể nói ha. Rồi, mã số là 06 nha. Rồi đến con báo đi. Rồi. Đây là chú báo hồng. Đó. Báo. Nếu các bạn kén hồng hạc đó, các bạn có thể quay qua báo. Có
Con báo. Đây là con báo. Có rất là nhiều mẫu ha mấy bạn ha. Màu trắng nữa nè. Mã số là 18. Giá của sản phẩm này là 68.000 nha mấy bạn. 18. Đó. 18 nha mấy bạn. Có lót cổ kìa. Đây là cái gói lót cổ Unicorn. Mã số của cái gói lót cổ này là 20 nha mấy bạn. Giá của sản phẩm này là 180.000 nha. Rất là dễ thương nha. Đây, xì qua. Đó. Biến hình. Mã số là 20 nha mấy bạn. Mềm nha, rất là mềm. Đây là bông nha mấy bạn. Ok. Dạ. Hai con hạt nữa kìa. Đây. Tiếp tục lại là hai con hạt. Hạt ba nhiều con lắm. Lần. Đây. Đó, trình hình ba con kìa. Đó, nó ba con đó. Chú đạo diễn khoái bắt bẻ ghê luôn á. Nha. Lấy hồi ông bắt bẻ tới cái nắp màu xanh nè. Rồi, thôi thôi thôi, để Khanh lấy sản phẩm này nha. Hồng hạt, chính hiệu hồng hạt luôn. Màu hường. Đó. Mã số là 27 nha. Đây. Giá của sản phẩm này là 135.000 nha các bạn. Nhanh tay comment mã số giúp Khanh nha. Mã số này là 27 nha. Đây là bên trong mình. Nhỏ gọn, cute. Có cái túi chống ẩm nữa kìa. Khi nào mua về các bạn nhớ bỏ ra. Cái túi giống ẩm này các bạn mua về các bạn bỏ ra giùm Khanh nha. Đó. Ừ. Đây. Xong. Kế bên cũng là một cái ly hồng hạt. Mã số là 29 nha mấy bạn. Giá của sản phẩm này là 160.000 nha. Rồi. Rồi, giờ Khanh bật nó lên cái bóc tem đó nha. Đó. Được, được. Bên này có giữ nhiệt không? Bên này có giữ nhiệt nha bạn. Đóng nó lại. Nè, cái này là các bạn kéo lên các bạn mới mở được nha. Nó có khóa. Rồi. Rồi, ok. Các bạn đóng khóa xuống là được. Bên trong. Bên trong, đây là bên trong của sản phẩm. Ngoài cái túi lọc ra. Rút nó ra. Nó có một cái miếng lưới nữa nha mấy bạn. Đó. Miếng lưới này dùng để lọc trà hay là cái. Miếng lưới này là các bạn có thể dùng lọc trà đồ ha. Nếu mà các bạn sử dụng các bạn để nó vô đây nè. Đó. Rồi, ok. Đây. Các bạn nhanh tay comment giúp Khanh nha. Mã số này là 29. Giá là 160.000 nha mấy bạn. Các bạn. Hiện tại thì Khanh đã đi hết nguyên một vòng trong shop rồi. Và không còn một sản phẩm nào của Unicorn hay là Hồng Hạt nữa. Các bạn muốn xem chủ đề gì cứ kênh này. Các bạn muốn xem chủ đề nào thì các bạn cứ comment lên ha. Bên shop mình sẽ có một buổi livestream về các chủ đề đó cho mấy bạn luôn ha. Hẹn các bạn thứ 6 tuần này nha. Chào tất cả các bạn. Chào mấy bạn.